Cây nó như này thôi hả? Có. Đi ở đâu mà chị biết tới cái phiên chợ này để mình tới đây mình mua và sử dụng? Chị đọc trên báo ấy. Những cái phiên chợ lần trước thì chị đã đến đây tham quan lần nào chưa? Chị chưa, lần đầu tiên chị đến đây đấy. Thế thì chị biết cái công dụng của sâm ngọc linh như thế nào mà chị mua đem về sử dụng? Chị cũng đọc trên báo thôi, thông tin giờ rất nhiều ở trên mạng. Thế thì bây giờ mình mua sâm ngọc linh này về thì mình sử dụng vào việc gì? Chị thấy ưu tiên là ngâm mật ong, chị thấy chắc là ngâm mật ong thì vừa dễ dùng mà lại còn vừa dễ làm. Hướng dẫn ở trên mạng nhiều lắm. Thế thì đến với phiên chợ này thì chị có thể có tin tưởng gì về chất lượng sâm ở đây? Tin tưởng à? Thôi cứ trước tiên là mình tin đã, còn bây giờ mình biết thế nào là niềm tin đây. Cứ tin đi. Ở đây có bạn ở đây có gì có kiểm nghiệm không? Dạ có. Thì chắc là mua xong đây sẽ ra kia kiểm xem là kiểm tra cho như nào có đúng hay không, mà chắc là được đấy. Tác dụng gì đấy? Dạ.